này, Vui Xuân cùng truyền hình Vĩnh Long sẽ mang đến quý vị khán giả chủ đề Mùa Xuân Yêu Thương với những phần trình diễn ca nhạc hài kịch đặc sắc nhất. Ai mà đi xa cũng muốn quay về bên mái nhà, có mẹ và có cháu thì chính là Tết đang ở đây mà. Và khách mời đặc biệt của tuần này là ca sĩ Nguyên Vũ. Cùng lắng nghe những chia sẻ của anh về những kỷ niệm đón Tết xa nhà. Hồi xưa đó, cái thời điểm mà mạng internet nó chưa có nhiều, mỗi lần mà đi diễn ở tỉnh xa, nhất là vào mùa Tết, bà con ở các tỉnh đó, vùng quê đó, họ rất là thương anh em nghệ sĩ. Diễn xong là họ có cái gì họ đem lên, họ tặng cho mình, họ đem đến tận sân khấu, họ gửi cho mình. Chúng ta cùng đón xem tập 5 chương trình Vui Xuân cùng truyền hình Vĩnh Long sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật ngày 12 tháng 2 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.